Hello, xin chào các bạn. Vâng, một chiếc máy điện thoại của Xiaomi. Đó, một chiếc máy điện thoại Xiaomi. Chúng ta có thể nhìn thấy là đây là Redmi Note 11E. Dưới này có cái nổi bật của nó là pin 5000. Vâng, thì đây là một chiếc điện thoại rẻ tiền của Xiaomi, giá chỉ tầm 4 triệu thôi nhá, giá chỉ tầm 4 triệu thôi. Và đây là một chiếc máy mà có cấu hình khá là tốt và có 5G rẻ nhất tại thời điểm hiện tại. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn mọi người cách chạy ROM tiếng Việt cho chiếc máy này. Chạy ROM tiếng Việt, đây là chạy ROM tiếng Việt quốc tế luôn đấy nhá. Đó, thì cái video ở trên YouTube là như vậy. Còn nếu mà các bạn muốn biết cách chạy ROM tiếng Việt ngay lập tức khi mở ra để chúng ta có thể cài được giao diện tiếng Việt vào thì các bạn xem trên kênh TikTok bên mình nhá. Đó. Thì chiếc máy này ý, thì nó khá là nổi bật. Bởi vì là sao? Bởi vì giá nó rất là rẻ thôi, chỉ tầm 4 triệu thôi, nó ngang một chiếc Note 11 thường của thị trường Việt Nam. Nhưng mà nó lại có con chip Dimensity 700, màn hình tần số quét 90Hz, tương tự như Note 11, nhưng RAM là 6GB và bộ trong 128, quan trọng nhất là pin của nó lại là 5000 và camera là 50MP, có cả 5G luôn. Đó, thế là bạn nào hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có 5G thì chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này thay vì chúng ta mua Note 11 chính hãng mà không có 5G nhé. Đây, giá thì ngang ngang nhau thôi. Đây thì máy này thì nó là một trong những cái sản phẩm ở mức độ giá thành thấp của Xiaomi, thế là lưng của nó sẽ là bằng nhựa giống như chiếc máy khác thôi. Dạng vân nhám nhám này. Thì đánh giá và review sản phẩm này thì mình xin lỗi là mình sẽ không làm, bởi vì là mình không đủ trình độ để mình làm được chính xác và chuyên sâu và hay cho anh em. Và đã có rất nhiều bạn, các bạn ở trên YouTube làm rồi, anh em cùng xem. Và ngày hôm nay thì mình chỉ làm cái clip là hướng dẫn các bạn có thể chạy được tiếng Việt, bởi vì nhiều bạn thì mua tại shop như bên mình thì bên mình hỗ trợ hoàn toàn rồi. Nhưng mà nhiều bạn thì mua ở xa đúng không? Nhiều bạn thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở trong những cái vùng xa mà không có tiện các cửa hàng. Và các bạn mua online ấy, thì các bạn xem clip này thì mình sẽ làm hướng dẫn. Các bạn làm tương tự, có thể mua mình, mua bên khác cũng được. Nếu mua mình thì mình sẽ hỗ trợ online trực tiếp cũng được nếu các bạn không làm được. Còn các bạn mà tự vọc vạch được thì các bạn xem clip này nhé. Thì bây giờ để mà chạy tiếng Việt cho sản phẩm này ấy, thì sản phẩm này khi chúng ta mua về chúng ta bật lên ấy, nó chỉ có tiếng Trung và cả tiếng Anh thôi. Đây, tiếng Trung và tiếng Anh thôi nhá. Đó. Đang sẽ cùng kết nối wifi trước để chúng ta kích hoạt nha. Chạy tiếng Việt trong sản phẩm này thì nó dễ thôi, nó tương tự như chiếc Xiaomi khác. Chúng ta phải chuẩn bị một chiếc máy tính, một chiếc máy tính nhé, bắt buộc là phải chuẩn bị một chiếc máy tính chạy Windows, một chiếc máy tính Windows và một cái cáp xịn xịn một chút, thì tất nhiên là chúng ta sẽ dùng cáp xe máy rồi. Đó. Sản phẩm này rất là phù hợp cho anh em nào dùng thêm máy phụ hoặc là mua cái máy rẻ tiền thôi nhưng chơi game vẫn ngon. Bởi vì với cấu hình của sản phẩm này chúng ta gần như cân được gần như toàn bộ các loại game rồi. Mặc dù là chúng ta không thể nào mà chơi ở chế độ max setting được, nhưng mà chúng ta có thể chơi được thoải mái mượt mà rồi. Bởi vì tần số quét cao mà, cấu hình cũng khá là khỏe. Đó, khi kích hoạt xong này thì cái điều đặc biệt của cái sản phẩm này, nó có một cái nhược điểm ấy so với những chiếc Xiaomi khác này, là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta cài Google Play được. Đấy, bởi vì là trong cái tích hợp theo sản phẩm này thì nó sẽ không có cái mã Google Play, nhưng mà nó có ROM quốc tế rồi nhé. Đây này, chúng ta sẽ kết nối wifi trước này. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta kiểm tra thử lại như lần nữa cho chắc nhé, xem có phải không có hay không, hay bây giờ nó có rồi nhé. Đó. Có thể là chúng ta sẽ cập nhật thôi, bản update thì nó có rồi đúng không. Đây, mình sẽ bỏ qua những cái này. Google Play nha. Đây không có luôn, hoàn toàn không có Google Play luôn. Chứ nếu không tìm ở đây có nó đấy là nó lên luôn. Thế này chúng ta sẽ không cài được Google Play đâu. Rồi, mình sẽ thử trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ thử cập nhật lên xem là nó có hay không. Nhiều trường hợp giống như K40 Gaming ngày xưa là khi chúng ta cập nhật lên là sẽ có Google Play đấy. Đó, cứ cập nhật lên nha. Trong thời gian chờ đợi cập nhật thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để chúng ta có thể chạy tiếng Việt 100% và cách xin quyền unlock. Thì cái việc này ý, là chắc chắn là chúng ta phải cần chuẩn bị những thứ này. Đó là một chiếc sim có kết nối 4G. Đây, mình sẽ lấy chính cái sim mà mình đang dùng rồi nhé. Mình thì mình thích dùng Xiaomi nên mình đang dùng một chiếc Xiaomi luôn. Đó. Chiếc Samsung của mình đã hỏng lâu rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một chiếc K20 cũ, mình mua lại được khách hàng rất là rẻ. Bởi vì nó bị ám mà, nhưng mà mình vẫn dùng được, không quan trọng. Cái sim nào là cái sim sim 2 là cái sim 4G. Đó, sẽ chuẩn bị một cái sim 4G nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tháo ra cái sim nhé. Ngon bổ rẻ đây. Con này lắp được cả 2 sim, một thẻ nhớ luôn.
nó lắp được sim 1, sim 2 vào phải nhớ luôn để cho ta thoải mái mở rộng bộ nhớ. Lắp sim vào nha. Đây này, khi ta nhận được máy thì chúng ta muốn xóa được những ứng dụng Trung Quốc thì cho đỡ gỡ mắt lại thì ta ấn vào đây thôi. Đấy. Đấy. Ta ấn gỡ đi. Ok, đó, đã gỡ rồi nhé. Thì khi bây giờ chúng ta lắp sim vào đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ cài cái tạo cái tài khoản mình ra. Và chúng ta ấn vào cài đặt. Chúng ta ấn vào đây nhé. Đó, cho nó kiểm tra cái sim của chúng ta đi. Đó, thì bây giờ nó hiện cái số rồi này. Đồng ý và tiếp tục. Nó sẽ nhắn một cái mã và nó đăng nhập xong luôn. Rất là nhanh thôi. Đó, chờ nhắn tin nhá. À đây nó cái này mình tạo tài khoản rồi cho nên nó sẽ hỏi mật khẩu. Ok, mình sẽ đăng nhập. Còn nếu mà chưa tạo tài khoản thì nó sẽ nhắn tin về. Sao mật khẩu à? Ồ. Hay quá, sao mật khẩu rồi. Ok, bây giờ mình đã đăng nhập rồi nhá. Đó, đăng nhập được rồi thì bây giờ mình sẽ xin quyền unlock. Đó, thì các bạn nhìn các bạn sẽ vào cái phần My Device này. Đó, sau các bạn sẽ vào phần Old Spec. Sau đó các bạn sẽ gõ 5 lần vào cái MIUI version này để chúng ta có thể bật được cái trình develop nhà phát triển lên đấy. Đó là hiện là chúng ta đã trở thành nhà phát triển này. Đó, chúng ta quay lại. Đó, chúng ta sẽ vào phần setting, trong phần setting chúng ta sẽ vào cái phần đây, chúng ta sẽ vào phần này nhá. Đó, chúng ta vào phần develop option. Chúng ta chọn đây phần là MIUI unlock status nhá. Đó, MIUI unlock status này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ add tài khoản vào. Đó, thì cái add tài khoản này là chúng ta phải bắt buộc tắt wifi đi, chúng ta phải dùng 4G. Chính vì vậy là chúng ta phải dùng cái sim có 4G mới dùng nhé. Đó, add tài khoản vào này. Đó, bây giờ mình sẽ add tài khoản vào nhá. Ok, nó báo như thế này là đã thành công rồi nhá. Và chúng ta sẽ phải đợi 7 ngày. 7 ngày sau là chúng ta có thể là sẽ unlock và chúng ta chạy được đúng 7 ngày 168 tiếng đấy nhá. Nghĩa là chúng ta làm vào hôm nay giờ thứ bảy vào 3 giờ chiều thì đúng 3 giờ chiều thứ bảy tuần sau chúng ta mới có thể là chạy được. Chúng ta có thể để chủ nhật nhưng mà cứ phải sau 3 giờ chiều tuần sau ta mới có thể ăn được nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng đợi 7 ngày nhá. Ok nhá. Rồi nên em mình nó một e này. Đó, sau khi mình xin quyền 7 ngày, 7 ngày xong rồi nhá. Đó, từ thứ bảy tuần trước cho đến thứ bảy tuần này thì mới xong. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy tiếng Việt. Thì cái việc mà chạy tiếng Việt cho chiếc máy Xiaomi này chắc chắn là chúng ta phải có một chiếc máy tính. Một chiếc máy tính chạy Windows nhé, chiếc máy tính chạy Mac thì chưa làm đâu, phải là một chiếc máy tính chạy Windows và có kết nối mạng Internet nhanh nhanh một chút, bởi vì file ROM của chiếc máy này nó sẽ rất là nặng, nó rơi tầm 4-5GB đấy, và chuẩn bị một sợi cáp USB Type-C loại xịn xịn một chút nhá, nên là chọn là xịn bởi vì nó sẽ ổn định cho lúc chúng ta chạy được. Thì các bạn lưu ý là nếu mà các bạn có laptop thì càng tốt, bởi vì trường hợp chúng ta chạy nhiều khi nó bị sập nguồn ấy, thì có dễ bị chết máy. Có nghĩa là trong lúc chúng ta đang chạy và bị mất điện ấy, ở Việt Nam thì bây giờ không sợ mất điện lắm, nhưng mà nếu mà chẳng may bị mất điện ấy, bị cúp nguồn ấy, thì chúng ta có thể sẽ bị hỏng máy điện thoại ấy. Nên chúng ta có laptop mà có pin thì càng tốt. Đó, ok, còn nếu chúng ta dùng máy cây ấy, thì chúng ta nên cắm cái USB này vào cổng sau của máy tính nhá. Đó, thì bây giờ là ở trên máy tính thì chúng ta sẽ thao tác nào. Có nghĩa là chiếc máy này thì chúng ta đã xin quyền 7 ngày rồi. À quên mất. Chúng ta xin quyền 7 ngày và chúng ta phải lắp lại cái sim mà lúc chúng ta xin quyền nhá. Đây này, mình để bỏ cái sim ra ngoài. Bởi vì cái sim đấy là cái sim mà mình đang dùng ấy. Đó, thì mình phải lắp đúng cái sim mà chúng ta xin quyền hôm trước là cái sim nào thì chúng ta lắp đúng cái sim đấy vào. Ok, để tính chúng ta lấy OTP từ cái máy này đăng nhập vào. Xiaomi nó unlock hơi phức tạp, chứ máy Realme hoặc máy khác thì chúng ta sẽ unlock được ngay. Mình sẽ làm cái hướng dẫn chạy ROM quốc tế cho Realme sau nhá. Chúng các bạn cứ lưu ý là các bạn subscribe kênh YouTube này thì mình sẽ hướng dẫn đầy đủ dòng mỗi dòng máy, mình làm một clip cho nó dễ đấy, cho các bạn dễ theo dõi và các bạn sẽ làm đúng nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên máy tính nhá. Thì máy tính tất nhiên chúng ta phải kết nối internet rồi đúng không? Nhanh một chút nha, chúng ta sẽ vào cái trình duyệt Chrome đi, tí chúng ta download dễ hoặc cũng được. Chúng ta vào cái trang là đầu tiên chúng ta sẽ download file ROM trước bởi vì nó nặng trước nhá. Ta vào cái trang là MiFirm nhá. MiFirm.net này. Cái trang này một bạn Việt Nam đã làm rất là hay. MiFirm.net. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm để chạy ROM, thì máy này là máy Redmi Note 10e đúng không? Chúng ta chỉ cần ghi Note 10e nhá. Đó. Nó sẽ rất là nhiều Note 11e. Nó sẽ rất là nhiều file ROM này, 11E này, đó, nó 11E đấy nhá, tên nó là nó 11E, đó, điện thoại không được đang nghe rồi, nó 11E nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần dưới này, thì đây nó là ROM Trung Quốc này, đây là ROM quốc tế này, Ấn Độ này, EIA là hàm bạn châu Âu này, Indo.
thì tùy anh em thích chọn bản nào cũng được. Ví dụ như bản quốc tế thì nó sẽ rất là sát, nó giống máy bán tại toàn thế giới, giống bán máy tại Việt Nam thì nó giống tương tự như vậy. Nhưng mình thì mình thích chạy bản ấn hơn, bởi vì sao? Thì bản ấn nó sẽ có một cái lợi thế là nó sẽ có ghi âm cuộc gọi tự động và nó sẽ không đọc cho bên kia nghe, có nghĩa là trình gọi của nó vẫn là trình gọi của MIUI, còn bản quốc tế trình gọi là trình gọi của Google đó. Thì mình sẽ đào bản ấn nhé, anh em nào tùy anh em thôi nhé. Mình thì mình thích bản ấn nhé, ở đây mình sẽ hướng dẫn bản ấn đó. Sau chúng ta chọn bản ấn này, hiện tại nó có 4 file ROM quốc tế này. Những máy nào mà nó không có số đây chứng tỏ nó không có ROM quốc tế. Máy này nó có ROM quốc tế thì chúng ta sẽ chọn bản quốc tế nhé. Thì ở đây mình chỉ chạy quốc tế thôi, nó không EU thì mình sẽ không hướng dẫn EU. Khi nào nó có EU thì mình sẽ hướng dẫn chạy EU nhé. Hay là máy nào có ROM Vietsup thì mình sẽ hướng dẫn chạy ROM Vietsup. Thì ở đây mình sẽ chạy bản quốc tế Ấn Độ nhé. Đó, cái này là bản quốc tế luôn, Google và đây tiếng Việt đầy đủ nhá. Đó, chúng ta ấn vào download nhé. Vì sao chúng ta phải có mạng nhanh, bởi vì file ROM rất là nặng, 42 GB. Ok, mình sẽ ấn download về đó. Đó, ok, thực ra là mình đã download rồi nhá, thì mình sẽ chỉ hình dung cho anh em xem thôi nhá. Bây giờ mình sẽ hủy đi, mình download hết rồi về rồi này. Đấy, mình download một phần download này. Đó, ROM của nó tên là Light, ấn gạch ngang in gạch ngang global gạch ngang là tên ROM và tên file chạy đúng không. Thì khi download xong ấy thì mình sẽ giải nén nó ra, mình sẽ giải nén, mình sẽ copy nhé, mình sẽ cho ra ổ C, cho ra đầu ổ C cho nó đỡ bị lỗi nhé, tốt nhất là lên như vậy nhé. Đó, sau bây giờ mình sau đó mình sẽ làm giải nén nó ra cái chiếc kia này. Ok, trong thời gian chờ giải nén chờ đao ấy thì chúng ta sẽ ra công cụ để chúng ta chạy. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải unlock máy đúng không? Unlock máy là khi chúng ta dùng sim để chúng ta unlock ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta phải đao cái phần mềm unlock là Mi Unlock nha. Đó, chúng ta cứ lên Google Chrome ra gõ thôi Mi Unlock tool này, chúng ta sẽ đao bản mới nhất trang chủ của Xiaomi thôi. Đó, chúng ta đao bản mới nhất rồi này, ok này, nhẹ thôi. Thứ hai là chúng ta đao vào cái phần mềm là phần mềm Mi Unlock tool để chúng ta chạy ROM nhé. À, Mi Flat Tool thì chúng ta lên đa bản này này thì đấy vô đấy chuẩn hơn. Mi Flat bản 2022 nhé. Đó, chúng ta cứ ấn vào đi. Bây giờ nó sẽ tra ra cái trang chủ, trang đầu tiên là cái này không phải trang chủ, trang này trang ngoài là không diễn đàn ngoài. Rồi ấn vào đây này. Đó, sau đó chúng ta cứ tìm đến cái bản đầu tiên. Không biết tên mã gì, đây là mã 2020 thôi, cứ đa cái bản này nhá. Đó, đa thôi. Đó, chúng ta sẽ đa bản này về, bởi vì là này nó sẽ cài được với chuẩn nhất. Chúng ta đa bản này về này. Ok, mình sẽ đa này. Này nó nhẹ thôi, không nặng. Như trăm mê, tám mấy, tám bảy mê, tám ba mê. Đó. Nên đào cái này nhá, chúng ta đừng đào ở trang nào khác, bởi vì mấy lần mình đào ở một số trang khác ấy, link Google thứ toàn bị lỗi rồi. Thế nên là mình cứ tin tưởng cái trang này mình đào. Đó, thế nên anh em và các bạn cứ lưu ý là chúng ta nên đào ở trang này nhá. Trong thời gian nào thì mình sẽ cắm cái này vào cổng sau của máy tính. Ở đây thì mình dùng máy bàn mà. Cắm luôn được cả. Rồi. Cắm còn xong đi. Đây là cái sợi cáp của máy K40 Gaming ấy, cáp rất là xịn. Thôi nhá. Đã xong rồi này thì bây giờ là chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Bây giờ mình sẽ giải nén hai cái file này. Đó. Mình sẽ giải nén hai cái file này. Ok chưa? Bây giờ cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ giải nén xong rồi này, chúng ta sẽ vào cài driver trước, thì chúng ta bật cái Mi Flash này lên. Thì mình hay cài driver bằng cái Mi Flash này mà. Đó. Mình đang dùng một cái máy tính cấu hình thì nó không cao lắm, thế là chạy nhiều khi nó hơi bị lắc lác ấy. Đó, thế nên anh em nào mà chạy cái ROM này thì anh em không cần phải máy tính cấu hình cao lắm đâu. Chúng ta chỉ cần một cái máy tính cấu hình bình thường thôi là chúng ta đã có thể chạy được rồi. À, nó đang giải nén nữa, thì nó hơi chậm. Đấy, ok nhá. Thì khi chúng ta bật cái phần mềm Mi Flash này lên ấy, đây này, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cài driver. Thì mình thấy cái driver của cái này là chuẩn nhất. Và cái file chúng ta download cái bản mới này vì sao? Bởi vì là chỉ mình cần cái driver chuẩn thôi. Đó, xong mình ấn vào cái đặt. Đó, sau khi chúng ta ấn vào cái đặt xong là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứ chờ nhá. Đây nó báo là xong nhá. Tắt đi rồi này. Ok. Đó, thì mình sẽ mật cái phần mềm tiếp theo là cái phần mềm Mi Unlock lên. Đấy nhá, Mi Unlock lên nhá. Mi Unlock. Ồ, thế nó vẫn đào yêu cầu mình đào bản mới hơn này. Ôi, cứ sợ vậy thì đào bản mới hơn vậy. Cứ tưởng bản này là bản mới nhất này chứ nhỉ. Đó, thôi, đã cho bản mới hơn. Đây. Đây, bản mới hơn mình sẽ giải nhé, bản này ra này.
Ok nhé, đồng ý này. Đó, thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải đăng nhập tài khoản Mi Cloud đây. Các bạn có thể gõ hoặc là các bạn ấn vào barcode thôi. Đó, ấn vào barcode này thì trên điện thoại này nó nhanh hơn, đỡ phải mất công gõ. Chúng ta ấn vào phần cài đặt này, chúng ta ấn vào phần Mi Cloud này. Chúng ta ấn vào cái này này. Đây này. Đó. Nó sẽ quét nha. Đó, nó sẽ quét này. Đồng ý cho nó quét nha. Ok này. Ok này. À, nó quét lại nha. Đó, sau khi kết xong nhé, nó sẽ loát này. Có đồng ý chúng ta đăng nhập hay không? Sau đó mình đăng nhập nhé. Đó, hiện tại trên màn hình máy tính nó báo này. Đó, bây giờ nó bắt chúng ta, chúng ta phải gõ à? Mình không hiểu lắm, thôi mình gọi lại nhé. Gọi lại thử xem nó bắt phải gõ không, gõ mất thời gian. Gọi lại nhé. À, quay lại này. Trên phần mềm chúng ta sẽ à, xong rồi chúng ta ấn ok là được rồi sao ấy, chứ không phải gõ lại đâu, nó đang xoay này. À, chào chú nhé. Thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế này, nó như kiểu là lỗi mạng ấy, mạng nó kết nối kém ấy, thì nó sẽ xoay xoay như này. Chúng ta kiên nhẫn nhé, chúng ta đăng nhập được thì chúng ta mới làm được, chúng ta không đăng nhập được là chúng ta cứ phải chờ chúng ta làm lại thôi nha. Cái này chúng ta phải có tính kiên nhẫn một chút, bởi vì khi chúng ta chạy ROM nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20 phút đấy. Đó, cứ chờ đăng nhập được thôi, thì chúng ta mã lock được. Lại nhá, bây giờ mình sẽ làm lại đi. Làm lại này, tắt đi này. Ấn lại vào đây này. Đồng ý này. Ấn lại vào barcode này. Ấn lại vào điện thoại này. Ấn vào Mikala này, ấn vào quét barcode này. Đấy. Ok, đăng nhập lại này. Đồng ý cho đăng nhập này. Ok này. Mình thấy lạ cái là không hiểu chảy sao nó không không gửi Mi Cloud. À, nó không gửi, nếu là nó phải gửi một cái captcha, nó gửi một cái OTP ấy, thì chúng ta mới đăng nhập được. Mình đang không hiểu tại sao nó không gửi OTP. Thôi, nó vẫn cứ quay này, thôi bây giờ mình thử gõ thử tài khoản nhé. Không quét nữa nhé. Đồng ý nhé. Gõ tài khoản đi, cho nó dễ này. Đây là tài khoản. Đây, ok, mình đăng nhập xong rồi nhá. À, lẽ là chúng ta ấn ba cốt cho nó quét xong, nó hiện lên cái này này. Nó hiện là chúng ta phải ấn OTP và nó hiện lên cái này. Và bây giờ nó vào màn hình này rồi thì chúng ta sẽ lock máy bằng cách là chúng ta sẽ vào phát boot chiếc máy này nhá. Thì vào phát boot bằng cách chúng ta giữ nhỏ tiếng và nguồn, giữ nhỏ tiếng và nguồn nhá. Giữ cùng một lúc này. Cứ giữ rồi thì khi nào nó hiện phát boot thì thôi. Và chúng ta phải giữ nhá, cứ giữ khoảng mất khoảng 10 15 giây ấy. À, cứ giữ rồi nó sẽ tự sầm nguồn vào vào phát boot nhá. Đây này. Đó. Ok này, đã rung rồi, cứ giữ nha. Nó rung máy rồi, chúng ta vẫn cứ giữ nha. Thì nó sẽ vào nó phát boot. Mình chưa hiện lên nhỉ. Đây, đó, nó hiện vào phát boot rồi nha. Nhìn thấy chữ phát boot chưa? Đó, bây giờ chúng ta cắm cáp vào này. AC đúng không? Chúng ta cắm cáp vào nhé. Đó, trên máy tính hiện này. Ok, trên máy tính đã hiện rồi nha. Chúng ta sẽ ấn vào unlock này. Để xem nó lắp được thiết bị gì không này. Không được, không ấn unlock thì tưởng nào nó nhận rồi. Ấn unlock nha. Đấy, nó hỏi chúng ta có chắc chắn không, bởi vì sẽ mất hết dữ liệu này. Nếu trong một tuần các bạn dùng ấy mà các bạn chụp nhiều ảnh ấy, các bạn nên lưu lại ảnh. Đây thì mình không quan tâm, bởi vì là khi chúng ta chạy xong ấy nó sẽ mất hết ảnh ấy nhá. Mất hết dữ liệu, mất hết phần mềm chúng ta cài. Chúng ta phải cài từ đầu nhá. Ok, ấn unlock này. Đó. Ok. Bước xác minh máy đã xong. Giờ xem có unlock được không này. Ô, tại sao lại báo lỗi nhỉ? Đấy, đây là những cái trường hợp mà khi chúng ta làm nó chẳng may nó bị. Rất là may là mình làm thì nó sẽ không không hoàn hảo ngay từ đầu rồi, thì chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta xử lý đúng không? Đây nó đang bị lỗi như này nhá, chúng ta sẽ vào lại phút bút. Đó, chúng ta sẽ vào lại bút ngay từ lúc nãy thì nó đã không hiện này. Chúng ta sẽ vào lại phút bút nha. Đây, ta vào lại phút bút nhá. Đó. Không được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đây đang vào lại bút nhá. Đó, mình sẽ lóc lại này. Nó biết là thiết bị có rồi, driver ok rồi mà không unlock được, có thể là do không kết nối được server. Ok nhé, không unlock rồi nhé, mình sẽ thoát ra đăng nhập lại này, thoát ra đăng nhập lại nhé. Đăng nhập lại này.
Đấy, nó bắt đầu TP rồi, mình lên khẩu máy rồi. Khẩu máy ấn dỗ nguồn này, nó bật vào lại phát bút nhé. À đây này, nó hiện như này, unlock sẽ mất hết dữ liệu này. Ok, nó hiện như này được, khả năng unlock được này. Ấn unlock nha. Ok nhá. Đó, unlock thành công này trên điện thoại nhá. Bây giờ nó sẽ gõ lại vào cái hình cái khóa mở này là thành công nhá. Đó, bây giờ chúng ta có thể chạy ROM rồi đấy. Ok, bây giờ chúng ta không cần quan tâm nữa, chúng ta lại ấn lại nhỏ tiếng vào nguồn để vào phát bút nhá. Nhỏ tiếng vào nguồn giữ cùng một lúc nhá, cứ giữ thôi, vào lại phát bút nhá. Tắt cái phần mềm unlock này đi. Đó, đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mềm mà mình vừa đào ấy, Mi Flash 2020, vào lại đây này. À, cái máy, những cái dòng máy mà có chip MediaTek sẽ vào phát bút hơi khó, chúng ta kiên nhẫn ấn nhé. Lại vào lại phát bút chữ màu đỏ này. Và bây giờ cái phần mềm nó bật lên như này, chúng ta ấn vào refresh nhé. Ấn vào refresh thì nó sẽ hiện lên tên máy ở đây. Ok chưa? Bây giờ chúng ta vào lại cái phần mềm ROM, cái ROM chúng ta vừa đào vào ổ C, chúng ta có ổ C này. Chúng ta nên giải nén vào ổ C hoặc là ổ D nhé, thì nó chạy sẽ rất ít lỗi. Đó, chúng ta nên lưu ý là như vậy nhé. Chúng ta sẽ ấn vào file ROM đây. Nó sẽ file ROM, nó sẽ có định dạng như này, chúng ta phải giải nén nhé. Nhiều bạn thì gọi điện cho mình để hướng dẫn, mình hướng dẫn từ xa nhưng các bạn quên giải nén. Đây các bạn sẽ không làm được, chúng ta phải giải nén. Các bạn lên xem thật kỹ clip này của mình. Đây phải giải nén nhé. Bây giờ đường link ROM như này, chúng ta ấn vào đây. Chúng ta copy cái đường link này, copy nhá, chúng ta ấn luôn vào đây. Đó, vì sao nó C không đến file ROM luôn, nó rất là đỡ lỗi. Đó thì bây giờ ở trên phần mềm là chúng ta sẽ có ROM đây rồi, chúng ta sẽ chạy. Nhưng mà ta lưu ý này, nó có phần clean on này. Clion Inlock mà và lưu dữ liệu người dùng này, thì chúng ta lên chọn, bởi vì đằng nào chúng ta format nó mất hết rồi, chúng ta lên chọn là Clion. Chúng ta chọn Clion thì nó sẽ chạy và nó sẽ không phá, không khóa lại. Chúng ta chọn Clion Inlock và chúng nó sẽ khóa lại phát boot, boot order nên chúng ta sẽ không thể khởi động được. Nhiều trường hợp anh em bị cái này thì phải xử lý như thế nào, đúng không? Bởi vì nhiều anh em xem clip của mình không kỹ lại tích vào cái này thì phải xử lý như thế nào. Đó, thì cái đấy thì mình sẽ làm một clip sau, nếu nhiều anh em yêu cầu mình sẽ làm lại. Đó, bởi vì nhiều khi mình xử lý được và xử lý không được. Nếu trường hợp xử lý không được sẽ rất là phức tạp, anh em lưu ý nhé. Nên anh em chọn là Clion. Thế nên anh em là không xem kỹ clip này của mình thì đừng có trách mình nhé. Đó, ấn Clion nhá. Sau đó mình sẽ lại một nữa chắc này, nó nhận máy thiết bị này, chúng ta ấn vào Flash. Đó, đúng file ROM nó sẽ chạy được màu xanh như thế này. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi trong vòng khoảng 10 đến 20 phút là xong, vì máy tính nhanh hay chậm nhá. Ok, cùng đợi. Ok nhá. Đó, nó đến cái bước mà nó chạy xong, nó báo là Flash bị lỗi này, error này, không sao đâu, cái này nó chạy xong rồi. Thì nó kiểu như là nó chạy nó có vấn đề đó, nó lock là kiểu như là mình nghĩ là chắc là nó không thể nào unlock được hay gì đó, thì nó sẽ báo lỗi như này, không sao. Máy nào mình chạy nó cũng bảo thế, nhưng thực ra nó vẫn chạy thành công. Đó, ở trên máy thì nó hiện logo và chuẩn bị khởi động lại này được rồi này. Logo mở khóa vẫn được nhá. Nếu mà chúng ta kích vào đây này, kích vào clear unlock này, chúng ta sẽ không có cái logo mở khóa đâu. Đó, nó hiện như này được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ thêm 5 phút, 10 phút nữa để máy nó khởi động lần đầu nhé. Là xong. Đấy, khi khởi động đầu thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách kích hoạt bên trong, xem nó chạy xong ROM quốc tế thì nó sẽ là như thế nào nhé. Đây này, ok. Sau khi chạy xong này thì nó yêu cầu chúng ta active vào tài khoản MiCloud. Đó, thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta active thôi, kết nối wifi thôi. Bên tài khoản của mình mà thì mình sợ gì, đúng không?
cái nó wifi vào. Tiếp nha. Ok, anh đi đã xong. Đang có thể nhìn thấy này. Mặc định là sơ chọn tiếng Việt luôn bởi vì vừa rồi mình lắp sim Việt Nam. Đó. Bàn phím Google nhé. Chọn luôn. Đồng ý tất cả thỏa thuận này. Bỏ qua bước này cho nhanh này. Đấy, bỏ qua cả bước này luôn. À, mình không bỏ qua được. Đấy, cái này chúng ta muốn kích hoạt nhanh chúng ta nên bỏ qua nhé. Mình sẽ quên mật khẩu wifi đi. Đấy, để cho nó bỏ qua thật nhanh để chúng ta xem giao diện bên trong. Cái này là giao diện ROM gốc của MIUI, của Redmi, không phải Poco này. Thế nên là nhìn nó sẽ sướng hơn. Chứ nhiều máy chạy xong Poco là anh em không thích ROM nhiều. Mình có nhiều khách chạy xong ROM quốc tế đổi trả lại, đổi với khác. Bởi vì nhìn cái ROM nó ngứa mắt, ROM Poco ấy, ROM MIUI nhìn đẹp hơn, quen mắt rồi. Nhiều khách dùng Xiaomi quen rồi, bản thân mình cũng đang dùng một chiếc Xiaomi đây này, K20 Pro, à, mình rất thích dùng Xiaomi. Ok nhé, à, ROM quốc tế Ấn Độ. Vâng. Ô, ROM quốc tế Ấn Độ, cái trình gọi điện vẫn là của ấy này. Vẫn là của Google này. Nó vẫn bị đúng không? Mình nhầm, mình quên mất không phải ROM Ấn mà ROM là ROM mà gọi điện mà không bị nghiêm của gọi không bị báo ấy. Nó là ROM Đài Loan. Xin lỗi anh em nhá, ROM Đài Loan. Mình cái đau ROM Ấn về nhưng không sao. Nếu anh em muốn chạy ROM được nghiêm của gọi tự động được, chúng ta đau ROM Đài Loan nhá. Bây giờ nó là ROM quốc tế hoàn toàn đây này. Đó. Tên máy sẽ vẫn là Note 11e này. Đây. Vẫn là Note 11, à nó là Note 11 Prime 5G chứ không phải Note 11 nhá, nhá. Đó, nên là quốc tế bản MIUI chứ không phải là bản Poco nhá. Ok. Thì đơn giản là hôm nay mình làm clip chạy ROM quốc tế trên Note 11 thôi, chủ yếu là để hướng dẫn anh em đã mua hàng online bên mình. Nếu anh em nào mà làm không được hay là anh em nào mà bị lỗi thì anh em có thể là inbox cho Facebook bên mình, hoặc là anh em có thể là để là số điện thoại ở trên cái comment của dưới video này thì bên mình sẽ liên hệ và làm một lại online cho anh em. Thì những anh em nào mua máy bên mình thì mình đều làm online từ xa luôn cho anh em nhé, hỗ trợ rất là đơn giản thôi. Đó. Đó, cảm ơn anh em xem clip nha. Nếu muốn đặt hàng sản phẩm này vẫn vào website mm.vn nhé. Chào tạm biệt anh em. Cất cất quái rồi cất đây.